Chào các bạn, trong bài học này mình sẽ giới thiệu với các bạn một tình huống có thể tạo ra vùng chọn nữa mà chúng ta không cần sử dụng đến công cụ. Đó là một cái chức năng tạo vùng chọn cũng dựa theo màu giống như chức năng của công cụ Magic Wand trên công cụ. Trước tiên các bạn mở cho mình cái file ảnh có tên là stream gạch ngang 13.jpg trên thư mục file ảnh đính kèm. Sau đó chúng ta di chuyển vào trong menu Select, các bạn tìm cho mình một cái lệnh tên là Color Ranger. Tức là lệnh này cho phép bạn có thể tạo ra một vùng chọn dựa trên việc là chúng ta sẽ xác định những cái vùng màu mà nó giống nhau hoặc là những vùng màu tương đồng giống hệt cách hoạt động của công cụ Magic Wand đầu tiên trong cái trường hợp này bạn nhìn thấy là mình muốn chọn hai cái con chim màu đỏ này thì mình sẽ đưa con chuột lên trên phần con chim đó và mình kích vào cái màu đỏ trên hình con chim đó bạn thấy ngay lập tức là cái phần nào được chọn sẽ được đánh dấu là cái phần trắng highlight nó xuất hiện trong cái bảng của chúng ta ở đây bạn có thể view nó dưới dạng image để nhìn thấy hình ảnh đó và chúng ta lại trở lại view dưới dạng selection để biết được cái vùng nào sẽ là vùng được chọn khi mà chúng ta xác định được cái màu trên hình ảnh đó Bây giờ ta kích vào con chim xong thì bạn thấy là cái vùng màu đỏ đó nó cũng giống như là công cụ Magic Wand. Tất cả những vùng đỏ nào trên hình ảnh của chúng ta sẽ được đánh dấu chọn và nó sẽ được báo trắng ở đây. Các bạn có thể kéo cái thanh trượt Fujinit để mở rộng cái biên độ so với vùng màu được lấy mẫu. Bạn thấy khi mở lớn lên thì tại vị trí kích con chuột chúng ta có thể chọn được cái vùng hình ảnh nó mở rộng ra nhiều hơn so với vùng chúng ta lấy mẫu và để có thể chọn thêm các vùng màu thì bạn sử dụng công cụ là as color ở đây tức là as to sample color hoặc các bạn ấn phím Shift giống như ta chọn thêm tạo thêm vùng chọn với các công cụ ở kia bạn kích thêm vào những cái vùng màu đỏ trên con chim mà ta muốn chọn nữa vậy là tất cả những cái vùng màu đỏ nó sẽ được cộng thêm vào cái vùng lấy mẫu của chúng ta hay là vùng sample color Đó và trên cái cái phần công cụ Color Ranger thì cái hình hai con chim là màu đỏ đó nó đã được bôi trắng lên lúc này bạn điều chỉnh thêm thanh trượt Fujinit một cách hợp lý để cái vùng chọn của chúng ta nó được mở rộng hết cái biên độ của nó ta sẽ sử dụng cái công cụ Color Ranger này trong cái trường hợp mà chúng ta ngại sử dụng cái tool là Magic Wand ngoài kia ta click con chuột thì hai công cụ này về bản chất là giống nhau. Tuy nhiên mình muốn giới thiệu một cách đầy đủ cho các bạn để các bạn có thể hiểu rõ về các chức năng công cụ trên phần mềm Photoshop trong quá trình làm việc thì chúng ta cũng rất ít khi sử dụng công cụ Color Ranger và thỉnh thoảng ta mới dùng nó vào một số các cái tình huống nhất định nào đó thôi. Còn phần lớn là chúng ta sẽ dùng công cụ Magic Wand trên thanh công cụ để có thể biên tập được màu một cách chính xác. Ở cái bảng Color Ranger này thì nó có thêm một số các cái lựa chọn trong phần Select này, nó giúp bạn có thể chọn nhanh một cái vùng xa đâu chọn nhanh một cái vùng midtone hay là một vùng highlight. Ngoài ra nó có thể giúp các bạn có thể chọn nhanh một cái vùng màu skin tone là màu vùng màu da nào đó một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đôi khi thì ta dùng bằng Tool thì nó không có cái chức năng này. Thành ra là nếu như mà các bạn hiểu rõ hơn hay là biết thêm cái công cụ này thì nó cũng sẽ hữu ích hơn cho chúng ta trong quá trình các bạn cần tạo vùng chọn trong những cái tình huống khác nhau nào đó. Ờ, sau khi các bạn lựa chọn xong, các bạn điều chỉnh cái thanh công cụ này xong thì chúng ta ấn ok thì bạn nhìn thấy là cái vùng hình ảnh của chúng ta với những cái vùng màu được xác định trong cái thanh trong cái bảng kia nó sẽ được tạo thành vùng chọn sau đó trên cái hình ảnh của cái con hồng hạc này tuy nhiên là trong cái tình huống với cái file hình ảnh con hồng hạc này thì chúng ta có nhiều lựa chọn để có thể chọn được nó một cách nhanh chóng hơn bằng cách bạn có thể sử dụng cái công cụ Magnetic Lasso Tool hay là sử dụng công cụ Quick Selection chúng ta vừa học bài ngày hôm trước chúng ta di chuyển lên trên cái con đó mà thấy nó cũng có thể tạo ra cái vùng chọn cho chúng ta khá là hiệu quả ở trong phần bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái chức năng cực kỳ quan trọng liên quan đến vùng chọn và giúp chúng ta có thể biên tập điều chỉnh cái vùng chọn làm sao cho chúng nó trở nên hợp lý hơn trước khi chúng ta quyết định là cắt cái hình ảnh để ghép sang những cái tác phẩm uh, giống như bài mẫu trong project này của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.